ra đặt mông nên mọi người chuẩn bị về chị. Rồi cả lớp chúng ta ngồi thoải mái không hạn. Dùng tay đến không ạ? Để hai xương đùi chúng ta cố định và vững chắc trên hàm dưới. Mình ngửa lòng bàn tay đặt lên trên gối, hai tay thủ ấn trên mu bàn. Kết nhẹ hai trỏ tay vào sườn, luôn giữ cho cuộc sống của mình thẳng. Thả lòng đỉnh đầu và thả lòng hai vai. Đặt ý thức với vùng xương cột của mình, nhẹ nhàng hút hít vào một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật chậm. Nấp hít sâu, cảm nhận một luồng khí chạy dọc cuộc sống lên đến đỉnh đầu. Sau đó lúc thở ra nhẹ nhàng. Chúng ta cũng như vậy, hít sâu và thở chậm. Quan sát trạng thái của cơ thể, quan sát độ nặng nhẹ của hơi thở, quan sát sự thả lỏng của vùng trán, quan sát trạng thái của đầu óc. Nhẹ nhàng hai tay bắt chiếc ngực. Cả lớp cùng nhau thực hành mô đông ôm 3 lần, kết nối năng lượng đầu giờ và đánh thức người thần cảm nhận tình được cho chúng ta. Nhẹ nhàng nước hít sâu. Lần cuối rất ít sâu. Cái cảm nhận sự xung đột từ âm cung. Mời cả lớp cùng xoan nắm hay là bàn tay lại đi. Nhẹ nhàng áp hay là bàn tay vào hốc mắt. Cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay đang lan tỏa khắp hốc mắt và toàn bộ khuôn mặt. Sau đó đưa hai tay ra trước mặt, mở mắt nhìn vào lòng tay, chắp hai tay làm đưa lên trán, cô về ngồi vào cuối đầu thẳng lưng. Namaste. Rồi chúng ta bắt đầu nào. Chúng ta bài tập cổ lúc ngồi thẳng lưng, vòng tay ra sau, tay nọ nằm trong tay kia. Đầu tiên nước thở ra hết, khu cằm thì bỏ cổ rút sâu vào bụng của mình lại. Hít sâu rút bụng khuôn cằm trì vai, ý thức kéo căng cơ cổ trước. Vòng tay ra sau lưng chị để kích thước, đấy là vòng tay ra sau đầu. Thở nhẹ nhàng, thu cầm đầy cổ, căng cơ cổ sau. Hít sâu, vươn cầm chỉ vai, căng căng cơ cổ trước. Thở nhẹ nhàng, thu cầm đầy cổ, căng cơ cổ sau. Hít sâu, vươn cầm chỉ vai. Thở nhẹ nhàng, thu cầm đầy cổ. Hít sâu rút bụng lưng đầu về chính diện. Thở lúc nhẹ nhàng nghiêng đầu sang phải. Đầu nhẹ cằm góc chân trái. Ý thức kéo chỉ hai tay, căng căng cơ cổ trái. Hít sâu rút bụng mặt về chính diện. Thở lúc nghiêng sang trái. Đầu nhẹ cằm góc chân phải, kéo chỉ hai tay, căng căng cơ cổ phải. Hít sâu rút bụng mặt về chính diện. Thở lúc nghiêng sang bên phải. Chỉ hai vai của mình xuống đất. Hít sâu rút bụng mặt về chính diện. Nhẹ nhàng thở nghiêng sang bên trái. Ý thức kéo chỉ hai vai. Vòng cuối, hít sâu rút bụng mặt về chính diện. Thở lúc nghiêng sang bên phải. Chỉ hai vai của mình xuống, nâng nhẹ cằm lên. Tập trung ý thức cảm nhận sự căng đãng của cổ bên trái, đất giữ hạ, thở đều. 3. Ý thức chỉ hai vai xuống là lớp. 2. Vòng 1. Hít sâu rút bụng mặt về chính diện. Nhẹ nhàng thở lớp đổi bên sang trái. Giữ lại đây thở đều. Ý thức chỉ hai vai.
tập trung cảm nhận sự căng giãn cơ cổ bên phải. 3 2 và 1. Hít sâu rút bộ mặt về chính diện, lúc nâng nhẹ cằm của mình lên một chút. Thở mình xoay cằm sang phải, cằm sang song vai phải, kéo giãn cơ chéo cổ bên trái. Hít sâu rút bộ mặt về chính diện, thở lướt xoay sang trái. Ý thức kéo chì vai, cảm nhận sự căng giãn cơ chéo cổ phải. Hít sâu rút bộ mặt về chính diện, thở lướt xoay sang bên phải, cảm nhận sự căng giãn cơ chéo cổ trái. Hít sâu rút bộ mặt về chính diện, thở chúng ta xoay sang bên trái nào. Ý thức chì vai, cảm nhận sự căng giãn cơ chéo cổ phải. Vòng cuối, hít sâu rút bộ mặt về chính diện, thở mình xoay sang bên phải, chì hai vai của mình xuống. Rồi khuyên nâng nhẹ thôi, đừng nâng quá nó sẽ bị vướng rồi. Tốt cùng, dư lên, thở đều. Chúng ta luôn ý thức kéo chì vai nào. Tập trung cảm nhận sự căng giãn cơ chéo cổ bên trái. 3 2 và 1. Hít sâu rút bụng mặt về chính diện, thở nhẹ nhàng nước đổ bên sang trái. Giữ lại, thở đều, luôn ý thức kéo chì vai, cảm nhận sự căng giãn cơ chéo cổ bên phải. 3 2 và 1. Hít sâu rút bộ mặt về chính diện, đồng thời lướt vươn hai tay lên cao. Ý thức kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống, chỉ hai xương ngồi xuống thẳng. Thở hai tay xuôi thẳng thân, cầm thu sắc về hõm cổ, mắt nhìn bàn chân, thả lòng vai hốc địa ổn. Hít sâu rút bộ nâng người hai tay vươn, giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống. Thở ra tay xuống, mắt nhìn xuống. Vòng cuối, hít sâu rút bụng nâng người hai tay vươn, kéo giãn toàn bộ cuộc sống. Ý thức chỉ hai xương gồm đàn tay nhổ lòng bàn tay lên chân, rồi lớp ý thức vươn từ hai góc vách, kéo chỉ hai tay, thả lòng hai chọn tay, rồi đẩy tay ra sau tay, cùng nhẹ cảm về hõm cổ, căng căng ngược ngược của mình lên. Giữ lại như thời điểm, hãy tập trung ý thức cảm nhận toàn bộ cuộc sống, đặc biệt là vùng cổ vai phải của mình. 3 2 và 1. Thở ra nhẹ nhàng, tay xuống, mắt nhìn xuống. Tiếp tục giữ ở đây, thở đi. Vẫn luôn tập trung cảm nhận toàn bộ cuộc sống, cảm nhận sự thoải mái ảo ảo của vùng cổ vai phải. 3 2 và 1. Hít sâu rút bụng lên người hai tay vươn, ý thức kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống của mình, tay phải ngón trái nào. Thở nhẹ nhàng, mình nghiêng người sang bên phải, chỉ mông trái lùi bồng xuống, tay phải ngón trái bế phồng. Rồi hít sâu rút bụng nâng người, vươn tay trái tay phải giữ nguyên, kéo giãn toàn bộ cuộc sống. Thở nhẹ nhàng, vươn mở tay trái ra phía sau, mắt nhìn theo tay. Hít sâu rút bụng nâng người về chính diện, hai tay vươn lên cao, kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống của mình, tay trái gối thẳng. Thở nhẹ nhàng, mình nghiêng người sang bên trái, duỗi sờ cơ bụng của mình lại, mông phải ngừng phải không nhất bằng thẳng. Tốt. Hít sâu rút bụng nâng người về chính diện, vươn tay phải của mình lên cao, một tay thẳng từ xương cột, thở xoay vặn người sang bên phải, vươn mở tay phải của mình ra sau là lớp cảnh lưng dưới bước lên, căng căng đều đủ hiện tại. Hít sâu rút bụng lưng người hiện hai tay vươn, thở nhẹ nhàng nghiêng người sang phải nào, tay phải đôi trái đứng rộng, cảnh lưng dưới bước tay phải với nhóm đôi trái ra chỉ bế dương. Hít sâu rút bụng lưng người, vươn tay trái tay phải giữ nguyên nào, kéo giãn toàn bộ cuộc sống của mình, chính xương ngồi từ xương cột xoay ngược vặn người sang bên trái, vươn mở tay trái ra sau, bắt đường theo tay, thẳng lưng đứng được.
Hít sâu giúp bộ cho người hai tay vươn, kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống. Nhẹ nhàng thở ra, chúng ta đổi bên, nghiêng người sang bên trái, thẳng lưng giống ngược lên nào nữa. Rồi tốt. Hít sâu giúp bộ lưng người về chính diện, giữ nguyên cái tay phải của mình, vươn tay phải bên trái. Thở ra chúng ta vươn mở tay phải ra sau, mắt nhìn theo tay. Rồi căng căng lồng ngực vào. Hít sâu giúp bộ lưng người về chính diện, hai tay vươn, kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống của mình. Tay phải bố trái, thở nhẹ nhàng nước nghiêng người sang bên phải. Sau đó mình rút lại lên thở đều. Lưu ý hai xương mù luôn cố định vững chãi trên hàm. Chúng ta thở ra sẽ nghiêng sâu sang phải, chì cán mông phải, mông trái đùi trái xuống hàm. Tập trung cảm nhận sự căng giãn từ sườn bên trái của mình. 3, 2 và 1. Hít sâu giúp bộ lưng người hai tay vươn. Rồi kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống. Tay trái của mình gối thẳng, thở nhẹ nhàng nước như người sang bên trái. Rút sâu cơ bụng của mình lại, dưa đây và lướt thở đều. Cố định hai xương mồm của mình trên thảm. Mông phải, đùi phải không nhất vào thảm. Rồi mỗi lần thở ra, chúng ta lại hít sâu sang bên trái. Cảm nhận sự căng giãn tối đa của cơ lưng sườn được phải. Sự thoải mái thả lỏng cơ lưng sườn trái. 3, 2 và 1. Rồi hít sâu giúp bụng nâng người hai tay vươn. Kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống trì xương mồm. Chúng ta luôn ý thức vươn từ hai gốc lách kéo trì hai vai thả lỏng vai tròn. Từ xương cột, mình xoay bạn ngồi sang phải, thở ra nhẹ nhàng, rút sâu cơ bụng của mình lại. Tay phải chống sau lưng, tay trái bốn phải. Thẳng lưng dưỡng ngược lên nào, mắt nhìn theo vai đằng sau. Giữ lại đây lớp thở đều, cùng tốt. Tập trung thức cảm nhận toàn bộ cuộc sống của mình, đặc biệt là các nếp sống như trên. Mỗi lần nước thở ra, lại mở căng căng lồng ngực bên phải một chút nữa. 3, 2 và 1. Hít sâu giúp bụng nâng người hai tay vươn, kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống trì xương mồm. Chúng ta luôn ý thức vươn từ hai gốc gác, rồi một bàn kéo trì hai vai của mình xuống, thả lỏng hai chân. Từ xương cột xoay bạn người sang trái, thở ra nhẹ nhàng, rút sâu cơ bụng của mình lại. Tay trái sau lưng, tay phải bốn trái, mình thả lỏng hai chân, thẳng lưng giữ ngực, mắt nhìn theo vai sau. Giữ lại thở đều, vẫn luôn tập trung ý thức cảm nhận sự căng giãn toàn bộ cuộc sống, đặc biệt là 12 đốt sống lưng trên. Mỗi lần mình hít vào, thở ra, lại đẩy vai phải sang trái và mở vai trái ra phía sau, căng căng lồng ngực bên trái. 3, 2 và 1. Rồi hít sâu giúp bụng lưng người hai tay vươn, kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống. Thở ra nhẹ nhàng, mình hạ tay phải sau lưng, mỗi ngón tay lớn ra đằng sau như đó. Hít sâu nhẹ nhàng, chúng ta lưng mông chì đầu gối, rồi siết mông một lùi uốn lưng ngả sau, đẩy mông của mình lên. Rồi tốt. Thở ra nhẹ nhàng, lớp hạ mông. Hít sâu lúc vươn hai tay, kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống. Thở hạ bên trái ra sau mông này. Hít sâu chúng ta lưng mông, thì đầu gối đẩy không đẩy ngực của mình lên. Thở ra nhẹ nhàng, mình thả mông. Hít vào kéo vươn hai tay, giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống. Đan tay hướng lòng bàn tay lên trần. Thở chúng ta đổ người về phía trước góc 45 độ, siết chặt mông bụng ngùn, rồi giữ ngực của mình lên trên. Còn tốt, rất tốt. Hít sâu giúp bụng lưng người hai tay vươn, kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống. Thở mình hạ tay phải ra sau mông. Hít sâu chúng ta lưng mông, chỉ đầu gối, đẩy không đẩy ngực của mình lên. Rồi thở ra nhẹ nhàng, mình đã hạ mông. Hít vào hai tay vươn, kéo giãn toàn bộ cuộc sống của mình. Thở mình hạ tay trái sau mông nào.
Nhẹ nhàng chúng ta hít sâu nâng bụng, đi đầu mũi đầy hông đầy ngực của mình lên. Rồi căng căng lồng ngực, thở chúng ta hạ mông. Hít vào lớp vươn hai tay, kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cột sống chì xương ngồi của mình xuống thẳng. Đan tay về ngược lòng bàn tay lên. Thở ra chúng ta đổ người về phía trước góc 45 độ, siết chặt mông bụng đùi của mình lại. Ngồi tốt, nữa nào. Kéo chì hai vai. Vòng cuối, hít sâu rút bộ lưng người hai tay luôn. Kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cột sống. Thở mình hạ cái tay phải ra sau mông. Hít sâu chúng ta lên mông chì đầu gối xuống thẳng, đẩy hông đẩy lưng của mình lên. Giữa đây và đều. Đầu tiên lớp siết chặt mông bụng đùi rút vào đáy sàn, đẩy hông của mình về phía trước. Đẩy căng căng lồng ngực, rồi đẩy lồng ngực của mình bên phải lên, mở bên trái, sao cho toàn bộ thân người và lồng ngực đối diện với chân nhà. Ba, cổ vươn theo hướng đỉnh đầu nặng. Hai và một, thở ra nhẹ nhàng lớp hạ mông. Hít sâu chúng ta vươn tay, kéo giãn toàn bộ cuộc sống, thì xương ngồi. Thở mình hạ tay trái ra sau mông nặng. Nhẹ nhàng chúng ta hít sâu nâng mông. Chỉ hai đầu gối xuống thẳng, đẩy không đẩy ngực của mình lên. Giữ lại đây, thở đều. Đầu tiên lúc siết chặt mông ngực đùi rứt từ đáy sàn. Đẩy căng căng lồng ngực bên trái, mở lồng ngực bên phải. Sao cho toàn bộ được hai lồng ngực và thân người của mình đối diện với chân nhà. Cổ luôn luôn theo hướng đỉnh đầu trên mặt. Ba, hai và một, thở ra nhẹ nhàng lướt hạ mông. Hít sâu chúng ta vươn hai tay, đan tay về ngược lòng bàn tay, kéo giãn duỗi toàn bộ cuộc sống chi xương ngồi. Thở ra nước đổ người về phía trước góc 45 độ. Bế hương đổ tiếp về phía trước nữa, siết chặt mông bụng ngồi, mông không nhức vào. Thở ra hết lớp nín thở giữa này. Ba, hai và một, giữ nguyên, nhẹ nhàng bước tiếp sâu nào. Cảm nhận một luồng khí chạy dọc cuộc sống lên đến đỉnh đầu, rồi lan xuống ngực và bộ vùng bụng. Thở ra rút sâu cơ bụng của mình vào, nín giữa này, rút cơ đại sản. Ba, hai và một, rồi hít vào rút bụng nâng người hai tay vươn, kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống. Thở ra lớp vươn dài người về phía trước tập sâu nào. Chờ dài tay trên bụng áp đùi, hai tốt ngực mũi chạm thẳng, chưa làm được thẳng lưng giống lúc lên mắt nhìn về phía trước đây. Sau đó mình giữ lại đây, thở đều. Hãy tập trung ý thức cảm nhận toàn bộ cuộc sống của mình đang được kéo giãn. Cứ mỗi lần mình hít vào, thở ra, lại đi các đầu ngón tay của mình về phía trước hết cỡ. Lưu ý mông không nhất hoàn thành. Hãy tưởng tượng cuộc sống của mình như một sợi dây thun. Chúng ta cột chặt một đầu, còn một đầu chúng ta kéo căng. Mông không nhất hoàn thành. Mỗi lần thở, đi các đầu ngón tay về phía trước. Cảm nhận toàn bộ cuộc sống của mình đang được kéo giãn. Toàn bộ dòng ở cơ dọc sống của mình cũng đang được kéo giãn ra. Ba, hai và một, tay giữ nguyên, hít vào, nâng người mắt mình để giữa hai tay thẳng lưng đứng hơn. Thở nhẹ nhàng nước đi hai tay sang bên phải để đụng áp đùi. Mông trái không biết còn thẳng đi hai tay vẫn dạo sang bên phải để giữ đến người. Rồi sau đó mình giữ lại đây, thở chỉ cái mông phải đùi phải xuống, mông trái đùi phải xuống thẳng. Cứ thở ra thì mình đi các đầu ngón tay trái, ta thường ngồi thêm một chút nữa. Tập trung đến tất cả những sự căng giãn toàn bộ vùng cơ lưng rộng, cơ vùng thắt lưng bên trái của mình. Ba, hai và một, nhẹ nhàng chúng ta hít vào đi hai tay về chính diện. Chậm rãi nhất thở ra đi hai tay sang bên trái. Rồi bụng chạm về bên trái. Sau đó lướt giữ lại. Thở đều.
tập trung ý thức cảm nhận sự căng giãn toàn bộ vùng cơ lưng rộng và cơ vùng thắt lưng bên phải của mình. 3 2 và 1. Rồi hít sâu giúp bụng đưa người về chính diện. Thở nhẹ nhàng, chúng ta chống tay nâng người của mình lên. Sau đó đặt hai tay lên vai, lướt xoay khớp vai trên nặng. 10 9. Cố gắng xoay về phía trước, dòng tay chạm nhau. 8. Mở rộng toàn bộ biên độ vai của mình. 6. Cố gắng hít nấc. 5 4 3 2 và 1. Ngược lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 và 1. Lớp người lòng bàn tay đặt lên chân gối nè. Ngồi thẳng lưng, ngồi đúng bằng hai ổ xương ngồi trên. Xoay vai mở ngược, nâng xương ức, cằm song song mặt sàn. Cả lớp ngồi đây thể hiện sinh khí, luôn giữ cho cuộc sống của mình thẳng thẳng. Đặt ý thức như vùng xương cuộn, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận một luồng khí chạy dọc cuộc sống lên đến đỉnh đầu. Sau đó lúc thở ra một hơi thật chậm, xếp xuống một cái. Nín thở, nâng bàn tay phải của mình lên, đặt bỏ ngón trỏ và ngón giữa. Ngón cái sẽ đóng cánh mũi phải, áp út sẽ đóng cánh mũi trái. Nhấp đóng cánh mũi phải của mình. Lưng tiêu khốn thủy. Trái hít, 5, 4, 3, 2, 1, nín vững. 5, 4, 3, 2, 1, phải thở. 5, 4, 3, 2, 1, nín thêm. 5, 4, 3, 2, 1, phải hít. 5, 4, 3, 2, 1, nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1, trái thở. 5, 4, 3, 2, 1, nín thêm. 5, 4, 3, 2, 1, trái hít. 5, 4, 3, 2, 1, nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1, phải thở. 5, 4, 3, 2, 1, nín thêm. 5, 4, 3, 2, 1, phải hít. 5, 4, 3, 2, 1, nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1, trái thở. 5, 4, 3, 2, 1, nín thêm. 5, 4, 3, 2, 1, trái hít. 5, 4, 3, 2, 1, nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1, phải thở. 5, 4, 3, 2, 1, nín thêm. 5, 4, 3, 2, 1, phải hít. 5, 4, 3, 2, 1, nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1, trái thở. 5, 4, 3, 2, 1, nín thêm. 5, 4, 3, 2, 1, trái hít. 5, 4, 3, 2, 1, nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1, phải thở. 5, 4, 3, 2, 1, nín thêm. 5, 4, 3, 2, 1, phải hít. 5, 4, 3, 2, 1, nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1, trái thở. 5, 4, 3, 2, 1, nín thêm. 5, 4, 3, 2, và 1. Nhẹ nhàng nước buông tay,
hít vào một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi thật chậm. Lớp hít sâu và thở chậm. Sau đó lớp nhẹ nhàng đưa hơi thở của mình về tự nhiên. Chúng ta mở mắt ra, áp hai lòng bàn chân, kéo gót chân về phía trước hẳn, nhìn cánh mướn sang hai bên, nhanh mạnh cả đều cho em. Cảm ơn giống như nuốt vào đèn sàn nhé. Ở đấy mình để nó lên một chút nữa. Rồi sau đó lắp duỗi chân ra, nhìn cổ xuống thẳng, lên xuống, nhanh mạnh vào đèn trên. Rồi lắp ngồi thẳng lưng nào, duỗi hai chân, dùng tay bén cơ mông, hai xương mù của chúng ta luôn cố định vững chãi trên thảm. Mình đưa hai tay của mình song song với hai chân, hít vào bẻ ngược bàn chân, bẻ ngược bàn tay lên, hai cạnh trong bàn chân song song, bế vùng thẳng lưng xuống nước, kéo vai ra sau chị. Thở ra vuốt một bàn chân, vuốt một bàn tay xuống thẳng, hít hai lên, thở xuống, hít ba lên, thở xuống, hít bốn lên, thở xuống, hít năm lên. Thở mình giữ lại, thở đều, tập trung cảm nhận sự căng giãn toàn bộ cơ đùi sau và hai cánh tay của mình. Ba, hai và một, thở ra xuống nào, hút căng bộ ngón chân, bộ ngón tay. Sau đó giữ lại, tiếp tục thở đều, tập trung cảm nhận sự căng giãn toàn bộ cơ đùi trước và hai cánh tay của mình. Ba, hai và một, rồi lớp thả lỏng hai tay, nhìn cố lên xuống nhanh mạnh và lên. Lớp đặt cho em một bên đôi lớp hoặc hai bên đôi lớp mặt trước của bàn chân nhé, áp vào lòng bàn chân của mình, dựng cạnh cao thứ hai, bên độ hai, xoay ngang thẳng. Rồi tốt. Ai làm ít thì mình làm một. Nhưng hít vào chúng ta vươn hai tay lên cao, kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cột sống, chỉ xương ngồi kéo chỉ hang tay. Thở ra chúng ta vươn dài cột sống gập sâu về phía trước, là bụng áp bụng, ngực áp bụng, hai tay nắm cạnh ngoài của hai đùi lốc. Rồi sau đó thả lỏng cho họ, thả lỏng vai, mình giữ lại thở đều, nắm cạnh ngoài bàn chân ở bờ lốc cho chị để hít phòng đúng rồi. Nhẹ nhàng lớp vách mông của mình ra sau, hai xương cuốn của chúng ta cố định, xương chậu đổ về phía trước, chúng ta gập sâu người hơn thơm chút nữa, thứ lại là thừa định. Năm, cảm nhận toàn bộ cuộc sống đang được kéo giãn. Bốn, ba, hai và một, rồi chúng ta hít vào một hơi thật sâu, rút bụng, nâng người hai tay vươn lên cao. Thở ra nhẹ nhàng, mình thả hai tay xuống thẳng, nhịp cố lên xuống, nhanh mạnh vào đây. Rồi ok, sau đó lướt co đầu gối, mông ngồi trên gót chân nào. Mỗi chân không cần chạm tường đâu ạ. Hai cái mông ngồi trên cái tất nhẹ nhàng ra, đừng xoay vào trong. Dùng tay bén cơ mông để hai xương ngồi của chúng ta cố định vững chãi trên hai gót chân. Tiếp vào lướt vươn hai tay lên cao, kéo giãn duỗi căng căng toàn bộ cột sống, rồi hai lòng bàn tay áp sát, hai ngón cái đan chéo lại với nhau. Thở ra nhẹ nhàng, đẩy các đầu gối về phía trước, mở tay ra phía sau, thu cả méo cổ. Rồi lên nữa nào, giữ đây, thở đều, đẩy tay ra sau tay nữa, để biết không, hai lòng bàn tay áp sát vào nhau. Rồi mỗi lần thở ra mình đẩy căng đầu gối, lưu ý không nhấc mông vào mắt chân, rút bụng vào cơ đáy sàn của mình, tập trung vào cảm nhận toàn bộ lồng ngực của chúng ta đang được mở rộng, dùng kích cổ của chúng ta cũng đang được giãn ra. Ba, hai và một, rồi hít sâu, rút bụng, nâng người, thở chúng ta vươn dài cuộc sống gập người về phía trước, từ thế trào dài, bụng áp bụng, bụng áp bụng, mông không nhấc vào mắt chân, trượt dài tay nhẹ. Rồi sau đó mình vững lại, thở đều. Hãy tập trung ý thức cảm nhận toàn bộ cuộc sống đang được kéo giãn. Ba,
và một rồi chúng ta nâng người của mình lên đo tay về từ những cái bàn trên mặt, trỏ tay chạm về bốn ngón tay dài nhất mình đến lên chỗ bàn tay, rồi cái mũi chân sau lên trên. Tay của chúng ta hai chân mở rộng bằng Tadasana, cái mũi chân nào. Rồi hai tay của chúng ta mở rộng bàn tay, xòe căng các đầu ngón tay, xoay nhẹ trở tay nhỏ và chuyển nhẹ trên. Đặt ý thức về toàn bộ cuộc sống, cảm nhận từng nốt sống của mình chuyển động kết hợp với hơi thở. Đầu tiên hít thở ra hết, rút sâu cơ bụng của mình ra. Hít một, nâng hông rút bụng dưới ngực vươn cằm trùng nhẹ trọng. Hở chúng ta vượt hông hóc bụng gù lưng thẳng tay mắt nhìn gối. Kết hợp bốn thiền trên. Hít sâu, nâng hông rút bụng dưới ngực vươn cằm trùng nhẹ trọng. Nín giữ giúp cơ đánh sàn. 5, 4, 3, 2, 1. Thở cuộn hông, hóc bụng, gù lưng, thẳng tay, mắt nhìn gối. Nín giữ giúp cơ đánh. 5, 4, 3, 2, 1. Hít nâng. 5, 4, 3, 2, 1. Nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở cuộn. 5, chậm lại. 4, 3, 2, 1. Nín thêm. 5, 4, 3, 2, 1. Hít nâng. 5, chuyển động chậm. 4, 3, 2, 1. Nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở cuộn. Nín giữ cho em này. Đúng rồi, thở cuộn. 5 sau đi nữa. 4, 3, 2, 1. Nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Vòng cuối. Hít nâng. 5, 4, 3, 2, 1. Nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở cuộn. 5, 4, 3, 2, 1. Nín giữ. 5, 4, 3, 2 và 1. Nhẹ nhàng nấc hít vào một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật chậm, hóp sâu một lại. Rồi sau đó nấc đưa hơi thở của mình về tự nhiên, đẩy mông lên về chỗ mặt duỗi lưng. Hít vào lớp lưng chân phải của mình lên cao. Thở bước chân phải về giữa hai tay sát về bên tay phải. Sau đó lúc đẩy chân trái ra sau, ký mũi chân. Hai tay chống hông, xoay về xương chậu của mình về phía trước, sao cho hai mông của mình cân đối. Lực dồn gót chân từ ngón cái và ủ ngón út. Mở đầu gối chân trước ra bằng bàn chân. Rồi, sau đó lúc nhịp khớp háng lên xuống cho em nhé. Kỹ mũi chân sau lên cái về, đầu lưng bông lên, lưng bông xuống nhé. Ai làm tốt thì tay chống hông, còn không thì chúng ta áp tay xuống thẳng 20 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta hạ hai tay xuống thẳng. Hạ cái gót chân trái của mình sao cho chân của mình vuông góc. Rồi xoay cái người chống cái tay về, đưa thẳng quay mặt về màn hình nóng. Rồi bé người thì quay mặt về bên cửa sổ. Rồi tốt, đầu gối chân phải của mình vẫn vuông góc. Rồi sau đó mình tiếp tục nhìn khớp háng ngang trên nào. Rồi 1, 2, 3, đúng rồi chị Nguyễn Tốn. 5, biết không nhập lên. Đó, rồi 7, 8, đầu gối chân trước vuông góc, chân cọc, áo góc, chân cọc, vừa luôn. 9, 10, 10, từ đây lên mông lên, hạ mông xuống. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi chúng ta chống tay xoay người về bên chân trái nha, xoay về bên chân trái. Rồi sau đó đổi bên trên luôn nè. Tiếp tục nhìn khớp háng. 1, 2, rút bụng rút tới sàn. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, kiễng chân sau lên biết không? Tạo đáy hướng. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta chống tay. Tiếp tục xoay người về phía trước, hạ gót chân phải của mình xuống. Nhịp khớp hàng tiếp lần nữa xem nào. Ok. 10, 9, 8, 7, xoay về màn hình đi chị. Nguyệt. 6, 5, 4, tốt. 3, 2, 1, 10 lần nữa. 10, 9, 8, 7, tiếp vào với hạ bắt chân xuống. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi sau đó chúng ta lại xoay người về bên đầu thẳng nào. Về chân phải, hai tay chống. Hít vào một hơi thật sâu, thở bước chân trái về cạnh chân phải. Đập sâu về xuống, bụng áp đùi nào, hai tay nắm lấy cổ chân, đẩy đỉnh mông của mình lên cao, đỉnh đầu ngồi xuống thẳng, mũi trán chạm về ống quyền, dồn lực gót chân bụng ngón chân cái bụng ngón chân út, hai tay áp sát tay, hít vào từ từ chúng ta nâng người của mình lên, người nâng lên đến đâu mình thẳng gối lên đến đấy, rồi tốt, rồi thở ra nhẹ nhàng mình hạ tay, rất thả lỏng nhón chân tại chỗ thôi. Rồi lúc đi tìm dây thắng được nào, lấy cái dây nào phù hợp với cơ thể của mình nhé. Mọi người đeo dây rồi chưa? Mọi người khi nên quay mặt vào tường nhà mẫu nữa chị. Mũi chân của mình cách tường khoảng một bàn chân giữa đến hai bàn chân, hai chân vẫn cách động bằng ta. Rồi, tay của mình bám trên tường. Rồi, nâng nhẹ hai đầu gối. Mình sẽ hít vào, đưa cái chân, đưa nhẹ thôi, đưa cái chân phải của mình chết sang mép thẳng thả nhá. Đúng rồi, hạ chân chạm đến thẳng của chị, để khuyên hạ chân xuống thẳng, đưa chất sang mép thẳng, mép thẳng ngoài. Đúng rồi, đó là mép thẳng. Rồi, sau đó thở nhẹ nhàng đưa về, lúc đi về chúng ta đi chậm, hít vào đá mạnh sang cái mép, thở thật chậm, xiết cơ mông đi về, ok chưa ạ? Rồi nó tập thẳng trên nào. Tay bạn thấp xuống đi về dương. Chúng ta sẽ làm 16 nhịp, đúng rồi, không, 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 bé biết không ơi, không đá chân ra sau. Mình sẽ đưa mỗi ngón chân cái của mình ra mép thẳng thả cho chị đi. Nhá, ra mép thẳng thả, đúng rồi. Tốt. Hít một nào, đặt đưa chân ra sau, đúng rồi. Sau đó siết mông, kéo chân về. Mũi chân vẫn chạm vào, thả thôi, tốt. Hít hai nào, đưa chân ra sau. Ra ngoài mép nha, đúng rồi, đưa dừng rồi thôi, bé dương không bị với. Thở thu chân về thật chậm cho em, hít vào dưới ngược mắt nhìn lên trên tường, không nhìn ở dưới, dưới không có gì nhìn cả. Thở ba rồi Yến ơi, cậu mở rộng chân ra bên ngoài một chút nữa. Hít bốn, biết không ơi, mình kéo chân ra sau và mở chất sang mép thẳng. Thở bốn, xiết mông đi về nhá. Hít năm, đúng rồi. Thở nằm dương lên, mình đá chân ra sau, chết sang mép thẳng chứ không phải đưa nhẹ nhàng. Hít 6, nằm, đưa ra, đúng rồi. Thở 6. Hít 7, đá mạnh ra nào. Thở 7, bé dương bị với quá, chị Nguyệt cũng bị với cái chân phải quá. Hít 8. Thở 8, thật chậm, xiết mông đi về. Hít 9, đá mạnh ra sau nào. Rồi, không co chân nhân dương. Thở 9, siết mông đi về chỗ nào. Hít 10. Thở 10, cái nền đâu rồi. Rồi, hít 1, đá chân ra sau, siết bụng thẳng lưng. Thở 1. Hít hai, đá chân ra sau, siết bụng nha, đi về mũi ngón chân cái chạm thẳng. Hít ba, chừng bốn trái một chút nào, đá mạnh ra sau, check cho em.
thở ba nhịp tập trong một chữ. Hít bốn mạnh nào, đá mạnh ra sau, mũi ngón chân chạm thẳng, thở bốn, hít năm, đá mạnh chân ra sau, rồi thở năm, lần cuối hít sáu, đá mạnh chân nào, mũi chân chạm thẳng, thở sáu. Rồi, ok, rất thả lỏng ngón chân tại chỗ, chuẩn bị từ đầu bên. Đây nhé mọi người ơi. Mọi người quay lên màn hình giúp em cả. Người nhìn rõ ạ. Người nhìn rõ em ạ. Chân mình đứng như này nha. Chân đổ xuống, kéo nhẹ vào phía sau. Rồi khi mình đá chân này, đá chết ra bên ngoài. Đưa chân chạy như này, chứ không không đá cao cái gót chân lên mà chạy cái mũi chân của mình ít này, đá ra là được, đá ra đây, xong siết mông siết bụng đi về, đá mạnh chém chân ra đây, chứ không phải là đá gót chân lên như này nhé. Rồi đá ra đây, đá nó kẹt cự ít này, đá chân ra đây, xong siết mông siết bụng đi về, ít vào đá ra đây, nhà đá mạnh đi đá đá bao giờ mạnh siết mông rồi về mạnh như này. Rồi đi về nhé, mình sẽ có hơi cắn nước xong mình kéo về, ok chưa? Không bo gối lên tại phần sau. Lớp bắt đầu là đổ chân trên luôn nhé. Tụng nhẹ gối nào, lực sẽ dồn về bên chân phải của mình, đổ chân trái, hít một đá chân, đúng rồi, thở chậm đi về, hít hai mạnh nào, thở về, đá cái chân là nặng mặt đất, hít ba, trùng ngược kéo mông ra sau một tí nữa bé ngược, thở ba, tiếp mông đi về che, bé mình sao bị ao rồi, hít bốn, thở về, hít năm, thở về. Hít sáu, thở về, hít bảy, thở về, cùng gối kéo mắt ra sau chỉ một tí nữa bé được, hít tám, đẩy đầu gối ra sau, thở về, hít chín, thở về. Tiếp mong như nước, hít 10, đá mạnh chân rồi thở về, thở về, tiếp mong đi về, hít 10, đá mạnh chân nặng, tiếp mong thở về, 6 lần nữa, hít 1, đá chân ra sau nặng, tiếp mong thở về, 2, hít đá mạnh chân, tiếp mông thở về, hít ba, tiếp mông thở về, hít bốn, đá mạnh nào, tiếp mông thở về, hít năm, tiếp mông thở về, lần cuối hít sáu, tiếp mông thở về. Giờ ok rất thả lỏng ngón chân tại chỗ trên, mình tiếp tục tập thêm một nhịp nhịp nữa nhé, ở mông nhỡ nhé. Mình đá chân ra sau lúc đừng có gót chân nhảy bông mà chúng ta sẽ đá mặt đất là làm mặt đất sao cho mỏng chân cái của mình chạm thẳng chết sang bên mép thẳng nhé. Rồi chúng ta tiếp tục bài nhịp thứ hai luôn nhé. Mũi chân cách tường khoảng một bàn chân rưỡi đến hai bàn chân, trùng gối kéo mông ra sau, rồi giống như tư thế ghế ghế, rồi dồn lực về bên chân trái lại, bắt đầu đá chân phải, thở ra hết chút bụng này, tiếp tục hít một đá chân mạnh ở trên nào,
Chết mông thở về. Hít hai. Chết mông thở về. Hít ba. Đá mạnh. Đúng rồi. Chết mông thở về. Hít bốn. Đá mạnh nào. Chết mông thở về. Hít năm. Đá mạnh. Chết mông thở về. Hít sáu. Đá mạnh xin ra cho em nào. Chết mông thở về. Hít bảy. Đá mạnh xin ra sau. Chết mông thở về. Hít tám. Đá mạnh xin ra sau. Tiết mông thở về, trùng uống một tí nữa đi chị Duyên. À chị Nguyệt. Hít chín, đá mạnh. Tiết mông thở về. Hít mười, đá mạnh trên. Tiết mông thở về, sáu nhịp nữa. Hít một, đá mạnh nào nữa. Rồi, tiết mông thở về. Hít hai, đá mạnh chân ra sau. Đúng rồi. Siết mông thở về, đừng đá góc chân về mông nha. Hít ba, mạnh chân nào. Đúng rồi. Siết mông thở về. Hít bốn, đá mạnh. Rồi siết mông thở về, đi về chậm trên. Hít năm, đá mạnh. Siết mông thở về. Lần cuối. Hít vào. Đá mạnh chân ra sau. Siết mông thở về. Rồi lật đổ chân trên. Vẫn như vậy nhé. Rồi lật về bên chân phải. Mình sẽ đá chân trái. Trùng gối kéo mông ra sau cho em đi lớp. 16 nhịp bắt đầu. Hít một đá chân. Chị Nguyệt trùng gối. Đúng rồi, dẫn giúp lên cho em siết bụng. Thở về. Hít hai, đá trên mạnh vào. Thở về. Hít ba, đá mạnh trên. Tiếp một, thở về. Hít bốn. Tiếp một, thở về. Hít năm. Siết mông thở về. Hít sáu. Siết mông thở về. Hít bảy. Siết mông thở về. Hít tám. Siết mông thở về. Hít chín. Siết mông thở về. Hít mười. Siết mông thở về. Sáu nhịp cuối. Hít một. Siết mông thở về. Hít hai. Tiết mông thở về. Hít ba. Tiết mông thở về. Hít bốn. Tiết mông thở về. Hít năm. Tiết mông thở về. Hít sáu. Siết mông thở về. Rồi. Và nắm chân đặt chỗ thế. Ok, rất tốt. Nên thả lỏng nhé. Rồi chúng ta sẽ vào bài 2. Chúng ta tập cơ mông lớn nè.
Rồi thở
Hít năm. Thở về. Lần cuối hít sáu. Thở về. Rồi, ok, chúc mừng lớp đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay. Lớp nhóm chân đi bộ tại chỗ nào, bỏ rơi thắng lớp trên nhé. Rồi sau đó chúng ta ngồi quay mặt vào tường trên, ngồi quay mặt vào tường luôn, ngồi rít mông ra khỏi tường, ra tường ngay. Chúng ta sẽ sử dụng của lớp trên nhé, thích ra ngoài một phút ở cái trên. Hai lòng bàn chân áp sát lại với nhau, hai lòng chân áp sát. Mình đang trên là từ cái khớp háng của mình đến cái gót chân cách nhau khoảng độ hai gang tay rưỡi. Rồi, lùi ra sau một chút. Nhét cho em một viên đồ lớp ở giữa hai bàn chân. Lớp có thể để cạnh thấp nhất, cạnh cao thứ hai, cạnh cao thứ ba, tùy biên độ của từng người. Tiếp tục hai viên đồ lớp lót ở dưới gối. Yến ngồi dọc thẳng đi cậu. Nhưng mà Yến quay vào từ thế ok được. Hai lòng bàn chân áp sát lại với nhau cho chị kích cầu. Nghe nha, không phải chân áp vào tường mà áp sát hai lòng bàn chân lại với nhau, xếp sang tường một chút. Gót chân của mình cách mông là khoảng hai gang tay đến hai gang tay rưỡi, nên chị Nguyệt để túi ra gần quá. Rồi ngồi thẳng lưng giống ngực bánh cơ mông của mình ra sau. Hít vào lúc kéo vươn hai tay của mình lên cao, giãn duỗi căng căng toàn bộ cuộc sống nào. Thở mình vươn dài, người gập sâu về phía trước, dựa dài tay. Sau đó mình hạ cái trán lên cái viên rô lốp mình đã chuẩn bị sẵn đấy ạ. Rồi đặt làm sao cho đúng biên độ phù hợp với mình. Được ạ. Dựng cái viên rô lốp đó lên theo đúng cái biên độ của mình. Sau đó thả lỏng tay. Ai còn một lớp thì nhóc một lớp ở dưới cái kiểu tay luôn. Dưa đây. Nước. Hít thở thật đều. Rồi chúng ta đầu tiên mình phải thả lỏng cơ thể, thả lỏng cơ thể, thả lỏng vòng trán. Thả lỏng tâm trí. Chúng ta tập trung tâm trí và cảm nhận toàn bộ cơ thể của mình. Nhẹ nhàng hãy hít một hơi thật sâu, bơm khí về toàn bộ vùng xương chậu, hai khớp háng và hai cơ mông lớn của mình. Sau đó mình nhắm thở lại, hãy cảm nhận từng luồng khí đang lên nó vào toàn bộ vùng khớp háng, xương chậu và cơ mông lớn của mình. Sau đó chúng ta thở ra một hơi thả lỏng, thả lỏng, cảm nhận những mọi sự tắc nghẽn bó cứng đang được giải tỏa. Cứ như vậy mình hít sâu, sau đó thở chậm. Rồi mỗi lần mình hít vào và thở ra là thêm một lần mình thả lỏng tâm trí. Chúng ta thả lỏng tâm trí để kết nối với tất cả các bộ phận trên cơ thể của mình. Sau đó mình hãy dùng sự tập trung về phần xương chậu, khớp háng và hai cơ mông lớn. Hãy thả lỏng tâm trí để đón nhận những sự và những cái cơ thể của mình và đón nhận cả những sự căng giãn đau khó chịu trên cơ thể của mình cũng như trong cuộc sống. Chúng ta luôn ngồi đau đón nhận những sự việc như và luôn ngồi đau đón nhận cả những sự việc bất ngờ. Hãy cứ tập trung vào việc thả lỏng tâm trí, đón nhận từng hơi thở đi vào, mang theo luồng khí lên lỏng và từng thứ cơ, từng khớp háng. Sau đó mình thở ra, chút bỏ những căng thẳng, tắc nghẽn của khớp háng, xương chậu và cơ mông của mình ra bên ngoài. Đúng như vậy, chúng ta duy trì vài nhịp thở đó.
ba, hai, và một. Rồi nhẹ nhàng chúng ta hít vào, hai tay áp sát vào, giúp một lưng ngược của trên. Thở ra nhẹ nhàng, thả tay. Rồi bỏ hết vào lớp ra. Sau đó mình làm ngược nha, sát mông vào tường trên. Rất khó khăn thì lót khăn ở dưới, thắp lên và đấy. Không thì không làm được. Gác chân trên tường đi lớp, lớp làm thực hành thêm luôn ạ. Không nhìn nha, nghe đâu làm đấy ạ. Mình hiểu đâu mình làm đấy ạ. Gác chân trên tường. Ok, được ạ. Sau đó mình vẫn sử dụng của lớp bên cạnh. Gác cái chân phải, mắt cá chân phải lên đầu của chân trái. Rồi mở đầu gối chân phải ra, nhẹ nhàng co đầu gối chân trái sang cho lòng bàn chân áp thẳng nào. Kéo gót chân của mình gần xuống, không để khi nó sẽ vẫn gác chân trước. Rồi tốt, co đầu gối chân trái nữa, lòng bàn chân áp vào tường, sau đi mọi người lại áp thẳng. Rồi kéo xuống nữa nào. Rồi co đầu gối chân trái như cái cầu. Rồi tốt, vén hường chân em gác thẳng lên đùi, là chân phải gác trên đùi chứ không phải ở dưới gối, trên đùi trái đấy đang ở dưới gối đó. Đúng rồi, co đầu gối ra. Tốt, co đầu gối chân trái vừa, mọi người làm hết rồi. Nữa, sao cho lòng bàn chân của em áp vào tường. Nữa đi, trùng xuống nữa, đến điểm căng mít lớp dừng lại. Còn ăn chưa cảm thấy căng thì hãy nhét cho em một viên vừa lớp, biên độ 1, biên độ 2 hoặc biên độ 3 ở dưới bàn chân trái áp sát vào tường. Chúng ta sẽ có hai cách. Đúng rồi, nhét tiếp vào lớp. Rồi bé đường xoay vào lớp dọc vào chi. Sau đó mình sửa đây. Hít thở thật đều. Cách tập trung ý thức. Cảm nhận toàn bộ vùng khớp háng và cơ mông lớn bên phải của mình. Cứ mỗi lần chúng ta hít vào và thở ra, lại thả lỏng thêm một chút nữa. Nếu như chúng ta thấy được biên độ đó và cảm thấy các cơ đang được giãn ra, cảm thấy được sự thoải mái, nhẹ nhàng kéo gót chân hoặc nhét vào lớp ở dưới lòng bàn chân trái trên. Tập trung ý thức về cơ mông lớn bên phải. Chúng ta hít vào một hơi thật sâu, bơm căng căng khí về mông lớn bên phải, nín giữ lại đây. Ba, hai, và một. Thở ra nhẹ nhàng nào, thả lỏng trên, thả lỏng cơ thể và thả lỏng tâm trí. Nhịp hai, chúng ta hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận một luồng khí lan tỏa toàn bộ vùng khớp háng, cơ mông lớn bên phải, nín giữ lại. Năm, bốn, ba, hai, một. Thở ra mình thả lỏng. Lần cuối chúng ta hít sâu, bơm khí về toàn bộ khớp háng bầu lớn bên phải, nín giữ lại đất trên. Năm, bốn, ba, hai, một. Thở ra thả lỏng. Rồi sau đó chúng ta hít vào và thở ra. Rồi duỗi cổ chân trái hướng lên trên nào. Sau đó chúng ta đỡ chân phải của mình lại và gối lên trên. Gác chân trái lên chân phải. Sau đó co đầu gối chân phải của mình lại nha. Rồi ai cảm thấy chưa có độ căng thì nốt của lớp ở dưới chân phải áp sát vào tường, còn căng rồi thì lớp giữ nguyên như vậy. Tập trung ý thức sang vùng cơ mông lớn bên trái và khớp háng trái. Hít sâu và thở chậm một vài nhịp ở đây. Mỗi lần chúng ta hít vào này, thở ra rất là cố gắng, thả lỏng cơ thể và thả lỏng tâm trí để đón nhận những sự căng giãn, những sự dễ chịu trên cơ thể của mình. Tập trung ý thức về cơ mông lớn bên trái. Nhẹ nhàng nước hít vào một hơi thật sâu nào. Bơm căng căng khí về khớp háng và mông lớn bên trái. Nín giữ lại đây. Ba, hai, và một. Thở ra nhẹ nhàng chúng ta thả lỏng. Nhịp hai, lớp hít vào một hơi thật sâu, thật sâu, cảm nhận một luồng khí đang lên lỏng về toàn bộ vùng khớp háng mông lớn bên trái, nín giữ lại.
Niềm cuốn chúng ta hít sâu, bơm căng căng thịt về khớp háng, mông lớn trái, nín giữ. 5, 4, 3, 2, và 1, thở ra đi lại. Sau đó lấp hít vào, thở ra chúng ta duỗi hai chân lên tường. Sau đó mình áp hai lòng bàn chân lại, kéo gót chân về phía khớp háng nhất nha. Rồi bây giờ mình nhìn khớp háng sang hai bên cánh cuốn trên. Đúng rồi, nhìn chân đường nhé. Nữa là kéo gót chân nữa đi về phía. Hít thở thật đều. Rồi, ok. Sau đó chúng ta duỗi chân lên tường, co đầu gối về bụng, hai tay ôm cái đầu gối, lòng nghiêng sang bên phải, lúc ngồi dậy hoặc chúng ta rít đầu của mình lên, đầu thẳng luôn, để mình vào tư thế cuối cùng, xác chết ra lại. Trung tâm trí và hơi thở, hít vào, bạn hãy hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi thật trầm, thật hết, hóp sâu bụng lại. Cứ như vậy, chúng ta hít sâu và thở trầm, hít sâu, thở trầm. Sau đó lớp nhẹ nhàng đưa hơi thở của mình về tự nhiên, chúng ta thư giãn sâu, thư giãn sâu. Là trạng thái cơ thể thả lỏng thoải mái nhất. Thư giãn sâu là thư giãn thân và thư giãn tâm. Thư giãn thân giúp cho các cơ của chúng ta được nghỉ ngơi, giúp cho các cơ của chúng ta được thả lỏng, thư giãn và mát xa, giúp cho toàn bộ cơ thể của chúng ta lấy lại năng lượng đã mất trong buổi tập. Thư giãn tâm, tâm không nghĩ về quá khứ, không hưởng đến tương lai, ở đây.